anh ăn xong là chọc bây giờ nó nói chị vừa chọc ta một anh đang đặt cái tủ tu này chọc họ thì tu xa thì trong mỏng mỏ là cái chữ la thì nó là có tua có cũng mới thắt tại thì trong cái tu họ cái xem mình thì của thế này thì là cho mình nhiều đặc áp tua có cũng mới thắt năng thế này chị hôm nào cũng tụi mình chơi rồi đặc áp mũi thắt nên là rồi té mũi nó đỏ tụi mình chơi ướp bài một anh đang đặt là xe tu xe đi chán này nhìn tới đó cứ phải ô ta lo lợi cú chở chị tao cá xe hàng kia thì lợi có cho cá phải ô đua thế nó chị không nói chị của tôi chị ư cho cá mùa nắng đã nó phòng hết tôi phòng ư tôi lo lo na nữa tôi lo lo na chị không nói bé chị một thời già đó thì bây giờ mùa nắng dù chị cả ô lo dù họ rất sầu chị dù họ rất sầu tôi lợi thế ô lo cụ mà xem mẹ ó quý chị sắp uống đi đó xem mẹ thì hẳn chạy thì chị sắp uống đi đó chị giác cứ giác tí rồi chị dù lo đó là nhỏ dù là trời cứ trời tí xứ chị rồi có uống chị dù tao uống đi đỡ bài đó tớ rất thân thật chị bé ở tàu một quân nắng tôi nói chị ha ừ tôi em tôi vài chị nè tôi nâng chữ tôi một hư của tôi chị chị quân nắng thảo bên nhau chị để ở bên nhau chị dễ xíu nè tôi ở ý tháp ta cũng như ở ý tà su nó chặt cá mồi rồi, chặt thay lại rồi tao uống nữa, cứ tì rồi, tì chỉ tu để ít nông cụ thay lại rồi tao uống nữa, mà hằng thường thì, rồi tôi vừa tao lúc chạy lâu là chết không nọ, nó sẽ không nọ luôn rồi họ khai ra không chịu rồi. Phải nó có đốt ta mặt là hồi chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ chết bỏ chỗ một cái đồ ra một cái chỉ nhỏ nè chả tu bỏ tiền tu bỏ chết bỏ tiền chết hoàn mà để đâu bỏ chết chỉ là tu chỉ gì nhìn tu tu con chỉ chết tu tu hai tuần là mở qua hai tuần là nhiều nhỏ nè bỏ chết tiền đó chỉ nhìn tu chỉ con chỉ chết chết tu bỏ chết là lộc tu chỗ quài ha bỏ chết tiền đó giờ sao bỏ chết nhiều thì phải bỏ tu giờ đồng phải bỏ tê tê nói gì chỉ đòn nè bỏ chết tiền đó bỏ mà ít năm chỉ chết nên có hơi bao nhiêu chưa luôn giờ bỏ cũng bỏ thì bỏ chết tiền đó luôn mà cũng mà ra bỏ chết tiền đó mà cũng mà kia rồi cũng nhá chỉ đòn được bỏ chết cũng chỉ đòn đúng không tê nói bỏ chết được hai bao nhiêu lâu nhưng giờ cũng phải bỏ đòn bao nhiêu nữa cho già chân mà già bỏ tê tu chân bỏ tê nó sao thành bỏ lại nó đã thành già cho già chân cho dân có chết ở trận nhà trên cuộc thời trong một vòng này cũng nhiều lâu có chết tiền nào nào cũng đủ yếu của hải ma chìm đầu con vào luôn đầu thải đầu lúa có chết tiền nào vẫn đầu vẫn đủ có giờ và chút vật gì nè nhớ bản thân đừng chuộc mà chết tiền nào mà chuộc hậu có gì hậu chuộc là chuyện tức chuyện làm à chết tổng nào tổng hậu đấy có chết tiền nào nào cũng đủ yếu của hải và yếu là nhớ bản thân đừng chuộc mà chuộc hậu có gì hậu chuộc là có gửi các chúng các chúng ta chết tổng hậu đấy có chết tiền nào nào cái là chỉ chuộc trong lòng cái gì chỉ chuộc đầu nè nà ta đời có thể chỉ tu trong ta đời có thể chỉ là hùng nọ có chết thì còn có nọ cũng tu trong hoài có chết qua hài nọ để sót thì ta hài để sót thì thành ra có chết thì nọ chỉ sót chỉ ta chỉ sót chỉ tàu tàu còn ta còn tàu còn chết là có tàu tàu có tàu còn mất mà chả hành đâu cũng được rồi Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chà la ý đó,
sứ vì con gì đã thứ con gì qua qua chết thì nó bị tôi có giá sức một hồ sơ nên một tầm một tầm một tầm chị hai chị bé cá à thiếu con thứ con nắng đấy thứ thùng mà nhá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nằm ở chỗ đó cho nên xe nó sẽ nó chở con gì sẽ đỡ em mà xin chỉ được lúc xe hết treo nhớ luôn nên sẽ đỡ nữa.